Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Lâm Gia. Trên tay mình đây đang là một món phụ kiện không thể thiếu với lại các bạn thích du lịch, chụp ảnh và quay phim. Đó chính là chiếc gậy selfie kim luôn chiếc tripod đến từ Xiaomi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm này nhé. Và đây, phía trên sản phẩm chính là một cái remote dùng để kết nối Bluetooth, và chụp hình quay phim từ xa. Trên thiết bị có một cái logo Mi và bên dưới là một nút bấm dùng để chụp. Và đằng sau là một miếng dán bảo hành. Bên trên là cổng sạc micro USB dùng cho chiếc remote Bluetooth này. Tiếp theo bên trong là một quyển sách. Không phải, cũng không hẳn là một quyển sách, chỉ là một tờ giấy ghi các thông tin của sản phẩm, nhưng mà toàn là bằng tiếng Trung thôi. Và cuối cùng đó là những nhược điểm của chúng ta. Bên trên đây chính là phần dùng để kẹp điện thoại. Khá là dễ sử dụng, không như các chiếc những chiếc gậy tự sướng khác thì mình rút gắn điện thoại vô rất là khó. Còn đây thì mình kéo ra cái vô rất là nhẹ nhàng. Đây còn xoay được cả 360 độ. Các bạn thoải mái tạo những cái kiểu ảnh hoặc là những kiểu video clip bạn thích. Tiếp theo bên dưới, đây là một phần cao su dùng để chiếc remote Bluetooth của mình. Đây, mình sẽ để vô. Tiếp đó bên dưới tay cầm được làm từ nhựa và kim luôn ba cái chân để mình dựng đứng lên để mình quay phim. Về phần thân của chiếc gậy tự sướng này được làm bằng hợp kim nhôm khá là chắc chắn, nhưng nó không dài lắm. Mình nghĩ tự sướng thì như đây là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối thử điện thoại mình với chiếc remote Bluetooth này. Thì khi đèn nhấp nháy chính là chưa có kết nối Bluetooth. Bây giờ mình sẽ bật Bluetooth lên và kết nối lại. Và đây đã hiện lên cái remote của chúng ta. Và giờ mình sẽ kết nối vào. Rồi, đã kết nối. Thì khi kết nối thành công, cái remote này sẽ không còn chớp nữa và sẽ hiện lên một màu xanh. Mình bật thử máy chụp hình lên. Và bây giờ mình sẽ chụp thử. Đây. Thì khi mình bấm vào là sẽ chụp được ngay. Chuyển video thì cũng vậy. Khi mình bấm vào thì đây sẽ bắt đầu nhảy thời gian và bắt đầu quay lại. Bấm một lần nữa là sẽ kết thúc video. Và bây giờ mình sẽ gắn điện thoại của mình lên thử cái chân máy này nhé. Ở đây mình đã gắn xong rồi. Thì các bạn có thể để như vậy nếu như muốn quay thẳng phía trước, hoặc là muốn quay nghiêng một góc 45 độ thì các bạn có thể lật ngược điện thoại lại. Như thế này đây.
các bạn có thể quay nghiêng một góc 45 độ để review các sản phẩm như mình. Bấm chụp lại và quay video. Về giá của sản phẩm này thì hiện tại nó chỉ còn có 295.000. Link sản phẩm mình sẽ để bên dưới description. Nếu các bạn nào muốn mua thì hãy ghé bên dưới để mua nhé. Chỉ với giá là 295.000 thôi, nhưng mà Xiaomi luôn mang tới các thiết bị rất là tốt về cả hoàn thiện và sử dụng. Mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.